các bạn, để móc mẫu này mình sử dụng một cuộn cotton nhật pha kim tuyến kim 4mm. Để bắt đầu, các bạn bắt cho mình 21 mũi tương ứng với 6cm phần ngực áo. Các bạn có thể thay đổi size áo dễ dàng bằng cách thay đổi số mũi bắt ban đầu, miễn là số mũi luôn chia hết cho 4 cộng 3 và cộng 2. Ví dụ như của mình là 4 x 4 bằng 16, cộng 3 bằng 19 và cộng 2 bằng 21. Áo của mình làm cho bé khoảng từ 1 đến 2 tuổi, vòng ngực từ 48 đến 52cm. Khi bắt xong 21 mũi, phần có cái dây thừa này chính là mặt phải. Hàng 1 mình sẽ móc như sau. Các bạn lưu ý mũi đầu và mũi cuối mình để làm viền. Mũi đầu mình luôn đan trượt theo kiểu B, nhấc sang không đan, đưa kim ra sau, đan một mũi KTBL, đâm kim vào phía sau như thế này, đan một mũi P. Mình lặp lại như vậy tổng là 9 lần. Một mũi KTBL, lại một mũi P, KTBL, một mũi P. Lặp lại như vậy cho đến khi còn 2 mũi trên kim. Khi còn 2 mũi trên kim, mình lại đan một mũi KTBL. Và mũi cuối cùng để đan viền, mình luôn đan K cho tất cả các dòng. Thêm mũi cuối cùng, mình luôn đan K. Rồi, vậy là xong hàng thứ nhất. Hàng thứ hai ở mặt trái. Mũi đầu tiên các bạn nhớ luôn trượt theo kiểu P. Sau đó đan một mũi PTBL, lấy kim ra phía sau như thế này. Tiếp theo, một mũi K1, lặp lại 2 mũi vừa rồi, tổng là 9 lần. PTBL. Lại một mũi K. Khi còn 2 mũi trên kim, lại một mũi PTBL và mũi cuối cùng luôn đan K. Tổng mình vẫn có là 21 mũi cho tất cả các dòng. Mình đang lặp đi lặp lại hàng số 1, số 2 cho đến khi được 70 dòng, xấp xỉ 22cm. Hàng 71 mình trượt một mũi đầu, đan một mũi KTBL, một mũi P, một mũi KTBL. Sau đó mình sẽ dùng sợi quấn quanh 3 mũi vừa rồi 2 vòng theo chiều ngực kim đồng hồ.
mình sẽ cuốn được một vòng. Lại đưa ba sợi sang cuốn hai vòng. Các bạn có thể chuyển ba mũi này sang kim chờ để cuốn cũng được nhé. Đây mình đã cuốn được hai vòng như thế này. Tiếp tục đan một mũi P. Và lặp lại. Lại cuốn hai vòng ba mũi tiếp theo. Một mũi KTBL này, một mũi P này, một mũi KTBL. Và lại cuốn ba mũi này lại. Hai vòng. Một này và hai. Rồi, và mình lại đan một mũi P. Các bạn lặp lại cụm này tổng là 4 lần. Khi còn 4 mũi trên kim, mình lặp lại cụm KTBL, P1 KTBL, sau đó cuốn 2 vòng qua 3 mũi. Lần này mình không còn mũi P1 nữa mà mình sẽ thay bằng một mũi K1, chính là mũi cuối cùng của dòng. Tổng mình sẽ có 5 cụm cuốn như thế này. Tiếp theo hàng 72, chừa một mũi đầu tiên, đa một mũi PTPL, một mũi K1, lặp lại cụm PTPL K1 thêm 8 lần nữa, tổng là 9 lần. Còn hai mũi trên kim, lại một mũi PTPL và mũi cuối cùng vẫn luôn là K1. Hàng 73, trượt mũi đầu, một mũi KTPL, một mũi P1, sau đó mình lại tiến hành cuốn ba mũi tiếp theo, KTPL, P1, KTPL, và mình sẽ cuốn ba mũi này hai vòng, tương tự như hàng trước, cuốn hai vòng ngược chiều kim đồng hồ. Sau đó lại một mũi P1, lặp lại cụm 3 mũi cuốn 1 mũi P1 thêm 3 lần nữa, tổng là 4 lần.
Khi còn 2 mũi trên kim, mình đan KTPL và K1 cho mũi cuối cùng. Dòng này mình sẽ có 4 cụm cuốn như thế này. So le với hàng 71, hàng 74 trượt một mũi P. Đan một mũi PTPL, một mũi K1. Lặp lại 2 mũi vừa rồi, thêm 8 lần nữa, tổng là 9 lần. Và khi còn 2 mũi trên kim, mình lại đan PTBL và một mũi K1 cho mũi cuối cùng. Hàng 75 đến hàng 78 mình sẽ lặp lại của hàng 71 đến hàng 74. Hàng 79 mình sẽ lặp lại hàng 71 thêm một lần nữa. Hàng 80 mình sẽ lặp lại của hàng 72. Trượt một mũi đầu. Một mũi PTBL. Và một mũi K1. Lặp lại 2 mũi vừa rồi, tổng 9 lần. Khi còn 2 mũi cuối cùng, lại đan một mũi PTBL và một mũi K1. Vậy là mình đã đan xong phần họa tiết ở chính giữa ngực áo. Hàng 81, mình trượt một mũi đầu, đan một mũi KTBL, một mũi P. Lặp lại 2 mũi vừa rồi, tổng 9 lần. Khi còn 2 mũi cuối cùng, lại đan một mũi KTBL và một mũi K cuối cùng. Và bây giờ mình chỉ việc lặp đi lặp lại hàng số 80 và 81 thêm 34 lần nữa, sao cho bằng với phần bên trái mình đã đan. Sau khi đan xong, đến hàng cuối cùng mình tiến hành chiết hết. Mình sẽ chiết theo kiểu rib 11. Mũi đầu tiên, các bạn đan cho mình một mũi K như bình thường. Sau đó đan một mũi P. Trượt mũi K đầu tiên sang. Vậy là mình đã chiết được một mũi. Lại đan một mũi K. Trượt sang. Một mũi P. Trượt sang. Lại một mũi K. Trượt sang. Cứ làm tương tự như vậy cho đến hết hàng. Sau khi chiết xong, các bạn cắt sợi để chứa cho mình một đoạn sợi dài để khâu nhé. Giờ mình sẽ tiến hành khâu giáp. Mình sẽ khâu ở mặt phải.
chỗ này các bạn kéo chặt tay một chút nhé. Mình sẽ khâu tương tự như vậy cho đến hết dòng. Bây giờ mình tiến hành đan phần dưới của áo. Các bạn sẽ bắt mũi cho mình 74 mũi. Mình sẽ bắt đầu ở chính giữa. Mình sử dụng kim móc để bắt mũi cho nhanh nhé. Các bạn có thể dùng kim đan cũng được. Bắt lên một mũi này. Ở những mũi đầu này mình sẽ kẹp cái sợi thừa vào để cố định sợi luôn nhé. Tiếp tục. Mũi số 2. Mỗi một chân mũi các bạn bắt lên cho mình một mũi. Mình sẽ kẹp cái sợi cũ vào như thế này để cố định luôn. Còn nếu không thì mình sẽ giấu sợi sau cũng được nhé. Các bạn bắt tương tự như vậy cho mình. Bắt vòng quanh. Mình sẽ được tổng là 74 mũi. Sau khi bắt xong, mình sẽ đánh dấu đầu dòng lại. Các bạn đan cho mình 74 mũi ca. Hàng tiếp theo, mình sẽ đan tăng mũi. Đan mũi KFP cho tất cả các mũi. Tức là mình sẽ gấp đôi số mũi lên, từ 74 thành 148 mũi sau khi đan xong hàng này. Tất cả các hàng tiếp theo mình sẽ đan trơn toàn bộ là mũi K cho đến khi đạt được 2-3cm thì dừng lại. Các bạn có thể thay đổi chiều dài áo tùy ý nhé, có thể làm dài ra thành váy luôn cũng được. Mình cứ đan trơn vòng tròn như vậy và đan dài xuống khoảng 2-3cm. Sau khi được độ dài như mong muốn, mình sẽ đan phần viền váy như sau. Mình sẽ bắt một mũi mới bằng cách xuyên kim qua như thế này, nhấc sang. Vậy là mình đã bắt thêm được một mũi. Sau đó vòng kim ra phía sau, mình đan một mũi ca sau, kéo sợi qua nhưng không nhấc sợi ra khỏi kim, mà mình sẽ ngoặc vào cái mũi đầu tiên như thế này và đan một mũi ca như bình thường, sau đó mới kéo nhấc cả hai sợi sang. Các
các bạn kéo lên cho cái mũi nó phẳng nhé. Tiếp theo, mình trả cái mũi vừa rồi sang kim bên trái. Sau đó lặp lại, đâm kim ra sau, đan một mũi K sau, KTBL. Sau đó không nhấc vội mà đan một mũi K trước. Sau đó mới nhấc cả hai mũi ra khỏi kim. Rồi lại trả mũi vừa rồi sang kim trái. Làm tương tự như vậy cho đến hết hàng. Xuyên kim qua này, kéo lên, đan một mũi K. Sau đó nhấc hết sang. Rồi mình lại làm lại tương tự, đưa trả về, đan một mũi K sau, lại một mũi K trước và nhấc hết ra. Mình sẽ kết thúc hàng này như sau. Tạm bỏ cái đánh dấu ra cho đỡ vướng nữa nhé. Mình sẽ sử dụng kim móc này, bỏ mũi cuối cùng ra. Sau đó xuyên kim qua như thế này, kéo cái mũi cuối cùng của dòng đây, kéo xuống, xuyên qua mũi móc đầu tiên, rồi lại nhấc kim ra, rồi lại xuyên qua, tiếp tục lại xuyên qua cái mũi móc đây. Đây mình sẽ xuyên qua nửa cái mũi móc, sau đó kéo cái mũi vừa rồi lên. Cái bước này các bạn có thể bỏ qua cũng được, và đan luôn vào hàng tiếp theo cũng được. Nó sẽ chỉ hơi lệch một chút thôi, cũng không ra hết. Rồi và mình lại đánh dấu lại đầu dòng và đan hai dòng K. Sau khi đan xong hai dòng K, mình sẽ lặp lại đan cái hàng viền thêm một lần nữa và thêm một hàng K nữa. Sau đó mình tiến hành chiết hết. Mình sẽ đan một mũi K này. Mình sẽ chiết theo kiểu K nhé. Một mũi K nữa. Sau đó nhấc mũi vừa rồi sang. Lại một mũi K. Lại nhấc sang. Mình sẽ chia theo kiểu K cho đến hết hàng. Sau khi chia đến mũi cuối cùng, mình sẽ cắt sợi. Sau đó sẽ kết thúc hàng như sau này, kéo sợi qua, các bạn luồn kim vào. Rồi, sau đó mình sẽ xuyên qua cái mũi đầu tiên như thế này. Đây. Và đâm ngược trở lại, xuyên qua chính giữa cái mũi cuối cùng. Đây, mình đâm qua chính giữa, xuyên qua. Rồi. Và chỉ cần giấu sợi nữa là xong.
Tiếp theo mình sẽ đan phần dây áo. Dây áo mình sẽ đan 4 dây đều giống hệt nhau nhé. Đầu tiên các bạn lấy sợi cho mình lên này. Các bạn gảy lên cho mình 6 mũi. Hai này. 3. 4. 5. Và 6. Sau đó quay ngược lại. Đan 6 mũi P. Một, hai, ba, bốn, năm và sáu. Lại quay trở lại. Các bạn buộc thắt nút cho mình cái phần sợi thừa ban đầu vào cùng với cái phần sợi mình đang đan. Các bạn thắt nút chặt nhé. Sau đó mình sẽ giấu sợi sau. Hàng tiếp theo, mình lại đan 6 mũi K. Sau đó bắt đầu từ hàng này mình sẽ đan như sau này. Các bạn kéo trượt cái kim về phía còn lại như thế này thì cái sợi của mình nó sẽ vắt chéo qua như thế này. Và mình đan K, 6 mũi K. Các bạn không cần kéo quá là chặt tay đâu nhé. Một này, hai, 3, 4, 5 và 6. Mình sẽ lặp lại cái hàng như thế này tương tự cho đến khi được 20 cm. Mình thắt một cái nút đơn giản thôi nên mình chỉ cần 20 cm. Còn nếu bạn nào mà muốn thắt nơ ấy, thì mình sẽ đan dài hơn. Độ dài là tùy ý nhé. Rồi, bạn cứ lặp đi lặp lại như vậy. Sau khi được 20 cm thì mình tiến hành chiết hết. Mình sẽ chiết theo kiểu K. Một mũi K, hai mũi K, nhấc sang. Tương tự như vậy đến hết. Sau đó các bạn cắt sợi và giấu sợi thừa. 4 phần quay áo mình đều làm tương tự như vậy. Bên này và 2 quay đằng sau mình đều làm tương tự như vậy. Cuối cùng mình chỉ cần giấu sợi và đem đi block nữa là xong. Nếu các bạn có gì thắc mắc thì để lại câu hỏi dưới phần bình luận, mình sẽ trả lời nhé.
Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.